Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nghiệm thu hoàn thành công trình tu bổ tôn tạo di tích Động Hoa Tiên, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm. Phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Tân Lạc năm 2023. Cuối chương trình là phóng sự Xóm nghèo nhưng giàu nghĩa cử. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đoàn công tác của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và ban chăm sóc người có công huyện do đồng chí Đinh Anh Tuấn, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Quảng Trị. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Quách Cao Sơn, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Tinh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện ban chăm sóc người có công của huyện. Đoàn công tác của huyện đã đến sông hương kính viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang đường 9 Quảng Trị. Trong kháng chiến chống Mỹ, đường số 9 là con đường chiến lược nối biên giới Việt Lào với Đông Hà, trung tâm tỉnh Quảng Trị. Dọc trục đường số 9, người Mỹ cho xây dựng các căn cứ quân sự, cứ điểm và lô cốt nhằm cắt chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Nghĩa trang liệt sĩ đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đến dâng hương tại nghĩa trang Trường Sơn, đây là nơi an nghỉ của 10.263 anh hùng liệt sĩ. Đây là nơi an nghỉ của các liệt sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Đây là nghĩa trang có quy mô lớn nhất Việt Nam, có kiến trúc, bố cục độc đáo. Riêng tỉnh Hòa Bình có một khu riêng, nằm liên kề với các tỉnh bạn là thành phố Hà Nội, Nam Định và Hà Nam với 84 ngôi mộ. Khu đài tưởng niệm và từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà chăm lo tu sửa, tôn tạo. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà sẽ nguyện thi đua, phấn đấu xây dựng quê hương Tân Lạc ngày một giàu đẹp, văn minh. Đồng thời làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, xứng đáng với những hy sinh, công hiến mà các anh hùng liệt sĩ đã dành cho nền độc lập tự do của đất nước. Trong dịp này, đoàn công tác của huyện đã đến sông hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại thành cổ Quảng Trị, viếng các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia ngã ba Đồng Lộc, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu và hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sáng ngày 11 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình tu bổ tôn tạo di tích Động Hoa Tiên, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Dự buổi nghiệm thu có đồng chí Bùi Thị Niềm, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tân Lạc và lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Suối Hoa. Di tích Động Hoa Tiên được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2003. Hiện nay, Động Hoa Tiên là địa chỉ hấp dẫn du khách trên tuyến du lịch lòng hồ sông Đà đến tham quan khám phá, được đánh giá là một trong những hang động đẹp nhất của tỉnh Hòa Bình. Di tích Động Hoa Tiên gồm hai cửa cách nhau 18m, cửa phía đông nam và cửa phía nam. Ngay khi đặt chân vào động, vẻ đẹp tuyệt vời của vô vàn khối nhũ đá, măng đá, cột đá đủ các hình thù, qua ánh sáng đèn phản chiếu lấp lánh tạo cho động như một bảo tàng nghệ thuật tự nhiên. Khu vực động chính với chiều dài 61m, chiều rộng 27m. Để phát huy giá trị di tích và phục vụ phát triển du lịch, năm 2023, Động Hoa Tiên được tỉnh đầu tư tôn tạo gồm các hạng mục đường đi vào động, hệ thống điện chiếu sáng. Sau 5 tháng khẩn trương thi công, việc tôn tạo đã hoàn thành theo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm, phát huy được giá trị di tích. Việc hoàn thành công trình tu bổ tôn tạo và đưa vào khai thác sử dụng Động Hoa Tiên tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và thu hút du khách đến tham quan khám phá, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đồng thời khai thác tiềm năng, lợi thế khu du lịch quốc gia lòng hồ sông Đà, từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.
Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 30 tháng 6, tổng nguồn vốn huy động đạt 519 tỷ 085 triệu đồng, tăng 33 tỷ 330 triệu đồng so với năm 2022. Và dư nợ thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đạt 518 tỷ 025 triệu đồng, tăng 33 tỷ 062 triệu đồng so với năm 2022. Hoạt động tín dụng tiếp tục được thực hiện theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng thụ hưởng của từng chương trình tín dụng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 120 tỷ 999 triệu đồng với 3.393 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách vay vốn. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào một số chương trình cho vay như hộ mới thoát nghèo, sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, nước sạch, vệ sinh môi trường, nông thôn và cho vay tạo việc làm. Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt cao 99,16%. Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện tốt thông qua 16 điểm giao dịch xã với 296 tổ tiết kiệm và vay vốn, an toàn, hiệu quả, kịp thời đáp ứng vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 100% tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện yêu cầu Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các thành viên Ban đại diện chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm được các chính sách về tín dụng ưu đãi và các chính sách liên quan, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhằm ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác. Vừa qua tại xã Phú Vinh, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc phối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động. Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình và đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã đến dự. Phát biểu tại phiên giao dịch, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Chí Huyên nhấn mạnh: Hiện nay, số người trong độ tuổi lao động của huyện Tân Lạc chiếm trên 63% trong tổng số dân toàn huyện. Trong đó, số lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm rất lớn. Việc mở phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Tân Lạc là đầu mối cung cấp cho người lao động và người sử dụng lao động những thông tin về cung cầu lao động để người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm, học nghề và đi xuất khẩu lao động, nâng cao thu nhập cho gia đình, bản thân và xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tại phiên giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hòa Bình đã thông tin đến các đoàn viên, thanh niên, người lao động và nhân dân về những chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty trong nước và nước ngoài theo hợp đồng, khái quát về nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhu cầu về tuyển sinh các trường nghề, các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh với các ngành nghề chủ yếu như điện dân dụng và công nghiệp, may công nghiệp, cơ khí, công nhân xây dựng, khai thác, chế biến các mặt hàng nông sản. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cũng đã tuyên truyền chính sách và các quy định của pháp luật có liên quan đến luật việc làm, bảo hiểm, thất nghiệp, giới thiệu định hướng nghề nghiệp cho người lao động. Đồng thời, các doanh nghiệp đã thông tin đến người lao động về nhu cầu tuyển dụng, các chính sách, chế độ cho người lao động khi ứng tuyển. Thưa quý vị và các bạn, xóm Thung là xóm nghèo của xã đặc biệt khó khăn, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Xóm có 95 hộ dân, trong đó gần 100% là hộ nghèo và cận nghèo. Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng xóm lại có đến 45 người thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, đem lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, sự sống cho nhiều bệnh nhân đang cần máu. Hiến máu tình nguyện tại xóm Thung, xã Suối Hoa là câu chuyện được người dân nói tới với một sự hào hứng đầy cảm xúc. Hiện trong xóm có trên 30 người đã từng hiến máu tình nguyện hơn 8 lần. Đặc biệt là nghĩa cử cao đẹp của anh Bùi Văn Hiếu, năm nay mới 35 tuổi nhưng đã có 19 lần hiến máu. Thứ nhất là mình đóng góp cho cộng đồng, cho những ai mà kém may mắn rồi là gặp khó khăn về máu. Thứ hai nữa là nó giúp mình cải thiện sức khỏe, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình. Suy nghĩ là ví dụ chẳng may sau này như bản thân mình hoặc là người thân của mình mà có cần phải truyền máu trong những trường hợp nào đấy thì là đấy, cái máu của mình đã cho đi trước rồi đấy. Nó sẽ là một cái như kiểu là mình gửi ngân hàng ấy, lúc đấy là sẽ được truyền máu miễn phí.
Anh Hiếu còn cho biết, trước đây khi tuyến đường giao thông từ xóm sang ngoài huyện chưa được cứng hóa, đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng khi nghe tin có đợt hiến máu, anh và thanh niên trong xóm đều không quản ngại khó khăn, quốc bộ vượt lũ gần hàng chục km để xuống huyện tham gia hiến máu. Ngoài là một nhân tố tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương, anh Hiếu còn tiên phong đứng ra tuyên truyền, vận động những người trong độ tuổi và đủ sức khỏe tham gia hiến máu, đồng thời thành lập câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Mường Thung vào tháng 8 năm 2021. Bà con trong xóm là cũng một số người thì lúc đầu thì cũng chưa biết, nên là cũng bảo là thôi thì cũng đi hiến máu để là một giọt máu áo đào áo nước lá để cứu người, cho nên là anh em ở trong xóm bây giờ cũng hiểu mà cũng giờ cũng đang vận động thêm, rồi chắc là cũng câu lạc bộ ngày càng phát triển và đông người hơn. Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Mường Thung hiện có 45 thành viên, gồm những đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân với đủ các nhóm máu. Điểm chung của những tình nguyện viên là tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Ban chủ nhiệm đã lập danh sách nhóm máu, số điện thoại, địa chỉ cụ thể của mỗi thành viên. Khi có đợt hiến máu hoặc nhận được thông tin từ cơ sở y tế có nhu cầu cần truyền máu, ban chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ thông báo lên nhóm Zalo hoặc điện thoại trực tiếp để huy động nguồn máu. Anh Bùi Văn Nhàn, bí thư chi bộ xóm Thung, đồng thời là thành viên câu lạc bộ. Những năm qua, anh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, không quản ngại mưa gió, chỉ cần nhận được thông báo từ ban chủ nhiệm câu lạc bộ có được hiến máu là anh sẵn sàng chia sẻ những giọt máu hồng. Đến nay, anh đã hiến được 8 lần, đặc biệt 3 năm gần đây, mỗi năm anh tham gia hiến máu 2 lần. Cảm giác lần đầu tiên cũng thấy run run, nhưng mà hiến được rồi thì cảm thấy nó cũng bình thường, cũng thoải mái. Nên thì cái đợt đấy mình trở đi thì cũng cứ đến đợt có chương trình vận động là rủ nhau đi thôi. Sau gần 2 năm hoạt động, câu lạc bộ đã hiến được khoảng 40.000 ml máu, đóng góp quan trọng vào kết quả vận động hiến máu tình nguyện của huyện. Ngoài tích cực hiến máu, các thành viên trong câu lạc bộ còn rất năng nổ trong việc tuyên truyền vận động người thân, gia đình, bạn bè và nhân dân cùng tham gia hiến máu, nên có rất nhiều gia đình có từ 2 đến 3 người đảm bảo sức khỏe đều tham gia hiến máu. Trước khi đi hiến máu xong thì về cũng bảo vợ, chỉ hiến máu không có gì là cái xấu cả, chỉ là mang gì những gì mình giúp được cho xã hội thì mình giúp. Thứ hai mình cái kiểm tra sức khỏe mình thì bảo vợ thế, vợ cũng bảo ừ cũng đi và thế. Ai cũng muốn bảo ừ cứ đi thử, thứ nhất là kiểm tra sức khỏe mình thôi. Nếu mà có sức khỏe thì mình hiến cho các người cực kém may mắn, mình thì nó có sức khỏe không thì mình lại hiến tiếp. Em thấy việc làm của em đây rất có ý nghĩa, em mà cứ một người nào hay người đấy, em rất vui khi được đi tham gia hiến máu tình nguyện này. Huyện Tân Lạc những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện phát triển sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm qua, các đợt hiến máu tình nguyện, huyện đã tiếp nhận trên dưới 600 đơn vị máu, đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Kết quả ấy có sự đóng góp tích cực của câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Mường Thung, xã Vùng Khó, Suối Hoa. Các thành viên câu lạc bộ thì cũng là tuyên truyền vận động đến các hộ gia đình này, người thân này trong gia đình mình về công tác cũng như là ý nghĩa của việc tham gia hiến máu. Từ đó là lan tỏa ra toàn các xóm, số lượng người tham gia hiến máu mỗi năm một tăng. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn. Trên thực tế, việc hiến máu không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể người hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Với tinh thần mỗi giọt máu đào cho đi, một cuộc đời ở lại, sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Mường Thung đang tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động, chăm lo phát triển số lượng hội viên và chất lượng hoạt động của câu lạc bộ, để câu lạc bộ thực sự là mái nhà chung của những tấm lòng nhân ái, là địa chỉ đỏ của các cơ sở y tế trong những trường hợp cấp cứu cần máu cứu người, đồng thời lan tỏa những thông điệp nhân văn vì cộng đồng xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.